Cái gì đây? Hình như đụng phải cái gì Không biết có phải là người hay không nữa Tôi cũng không rõ ừ à, Không cần đâu Tôi sẽ ra ngoài kiếm ra Bốn năm trước, Ngày đính hôn của con gái, Thứ chủ tịch ở tâm phải, Không phải canh Mà là con người. Tôi đừng phải gì đó, Làm người hay là thứ gì đó, Tôi tôi cũng không rõ nữa à, Không cần đâu Để tôi ra ngoài kiểm tra Gì vậy? Đang hư sao? À dạ, thứ chủ tịch đụng phải chỉ là ma nữ canh thôi mà. <laughs> làm tôi hết cả hồn. Mình không phải là người sao? Họ cũng đang đợi điện thoại của chủ tịch này. Gặp tôi đi. Chuyện đó là sao? Lúc đó cậu đã nói là mannequin kia mà. Tôi đã nói dối chủ tịch. Cậu nói sao? tại sao tại sao lại nói dối lúc đó tôi rất tin vào chủ tịch và muốn thể hiện sự trung thành của mình vì chủ tịch tôi sẵn sàng làm mọi thứ chủ tịch phải ngồi vững ở vị trí đó thì tôi mới giữ được vị trí của chính mình tôi còn giấu chuyện gây tai nạn của chủ tịch vậy mà chủ tịch lại quá đáng với tôi thì sao cậu định dùng đoạn băng đó để uy hiếp tôi à nếu chủ tịch đưa tiền thì tôi sẽ đưa đoạn băng đó cho chủ tịch. Đồ khốn! Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu nguy hiểm sao? Vậy thì, chủ tịch đi đầu thú đi. Khó khăn lắm mới giành lại được công ty. Chủ tịch muốn để mất lần nữa hay sao chứ? Chủ tịch một tập đoàn gây tai nạn rồi bỏ trốn. Hơn nữa, nếu mọi người biết được đó là một sản phụ, họ sẽ phản ứng thế nào đây? Cậu nói là sản phụ à? Phải. Hôm đó chủ tịch giết một xác hai mạng. Chủ tịch cứ suy nghĩ đi. Lại còn là sản phụ sao? cô sẽ phải bồi thường vì phá hợp đồng à, cũng vì giảng viên ly mà trước khi thực hiện quảng cáo hình tượng công ty đã bị hủy hoại tôi rất xin lỗi trong hợp đồng có ghi số tiền cô hãy xử lý sớm dùm cho Ba không có đây sao? Ừ. Ba không nhắn với thư ký, mà anh cũng không gọi được nữa. Sắp tới giờ họp rồi. Hôm đấy chủ tịch đã giết một xác hai mạng. dân si mà mẹ con chưa tới sao à. mẹ con sắp tới rồi à. À. mẹ Ồ, mẹ ơ à. trời chuyện sao rồi có tốt không không có ai tới hết thật sao thật ra là có hai người tới nhưng không phải để nghe giảng hai người đó tới chỉ trích mẹ thôi là buổi giảng cuối cùng đáng lẽ mẹ phải quỷ luôn buổi giảng đi chứ em cũng đừng buồn quá cứ mặc họ thích nghĩ sao thì nghĩ đi thôi kệ đi tới con còn thấy đau lòng nữa mà thôi mẹ về nhà đây mẹ đi cẩn thận nha ôi khó chịu thiệt đó em sẽ nói cho phóng viên biết hết nha hay là vậy số trên à tôi vừa thấy giảng viên ly chinh súc bước ra bộ có chuyện gì hả hôm nay là buổi giảng cuối cùng mà không có ai tới hết á người tới cũng chỉ để chỉ trích thôi tất cả là lỗi của sơn dơn đó à tôi thành thật xin lỗi tiền bồi thường là bao nhiêu vậy mẹ tụi con sẽ giúp mẹ hay là để con nhờ ba giúp nha không đâu đừng làm vậy mẹ không thích như vậy mẹ sẽ tự lo được thôi mà hai đứa không cần lo <laughs> Hun à, bây giờ bà sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với Hun rồi đó. Con rất vui. <laughs> bà nữa. <laughs> dạ con nghe. Ba vẫn chưa về nhà mà mẹ không gọi được. Con có biết hiện ba đang ở đâu không? Ờ, dạ không. Hôm nay tụi con cũng không thấy ba ở công ty. Ba chưa về sao mẹ? Ừ. Vậy thôi nha. Ba vẫn chưa về nhà sao anh? Ừ. Ba đi đâu vậy ta? Sao? Trong bộ dạng ông ngồi trên ghế như vậy, tôi không quen mắt vậy thì ngày nào tôi cũng ngồi đây để bà thấy quen mắt ôi thôi khỏi mà có chuyện này sao bà không nói với phóng viên chuyện giảng viên ly chinh súc hiến thận cho người mẹ đã nuôi con gái mình khôn lớn vậy hả có giúp ích gì cho tôi đâu mà phải nói chứ nhưng bà cũng biết chuyện đó sẽ giúp ích cho giảng viên ly chinh súc mà bà đừng có ích kỷ như vậy nữa được không thôi đi che dân sắp về rồi đó ông về phòng đi tôi không thể ngủ trong phòng của bà hả cái gì Tôi phải ngủ trong phòng dành cho khách tới bao giờ? Tới hết đời. Giờ con về rồi. Ờ, à, con mới về sao? Cha Dương à. Mẹ sẽ lập văn phòng luật sư cho con. Con có thể bắt đầu lại. Con đang tính làm việc cho công ty luật. Sao phải làm cho người khác chứ? Cứ mở văn phòng của con đi. Đó là công ty luật lớn nhất nước ta. Vậy sao? Nếu là vậy thì cũng được. Ông về phòng của mình đi. Sao vậy? Tôi cũng muốn gặp Che Dơn mà. Ông đi vô đi mà. Con về phòng đi. Che Dơn à? à? Bà thấy rất vui vì hàng ngày đều được gặp mặt con như vậy. Ôi, nghe ớn lạnh quá đi. alo à tòa soạn đúng không tôi có thông tin muốn cung cấp cho anh đây mình đã về trễ rồi mà sao còn làm việc mình không ngủ hả mình ngủ trước đi có phải có chuyện gì hay không không có gì mình à tôi cần suy nghĩ vài chuyện mình ngủ trước đi em biết rồi mẹ à mẹ à sao ờ à, con vừa thấy có một bài viết về việc mẹ hiến thận cho mẹ vợ con cái gì chuyện đó là sao có một bài viết việc mẹ hiến thận cho mẹ vợ mọi người sẽ không chỉ trích mẹ thêm nữa chứ không sao đâu bà viết nói vì biết ơn người đã nuôi lớn em nên mẹ đã hiến thận của mình à, con nghĩ là mọi người sẽ hết hữu lầm mẹ vì bài viết này đó <laughs> ba tôi nhỏ đâu rồi? Nhà con đi làm sớm rồi mẹ. Công ty có chuyện gì sao mẹ? Tối qua ba còn về trễ nữa. Không biết, trông sắc mặt ba con không được tốt. Vậy thì con phải hỏi chứ. Nhà con không chịu nói. Em rể hả? À không. À, anh rể <laughs> Thật sao? Ờ, à, em biết rồi Em cũng sẽ coi hả? Có chuyện gì ạ? À, là anh rể nói Có bài viết về chuyện mẹ con hiến thận cho mẹ Họ còn viết cả chuyện đó nữa hay sao? Nhưng mà lần này phản hồi rất tích cực Ồ, có vẻ tốt thiệt đó Mối quan hệ thân thiết Giữa mẹ ruột và mẹ kế Như cái này, ôi Anh nghĩ tình thế hiện giờ có thể bị đảo ngược Ủa, sao mình không nghĩ ra vậy to? <laughs> Đúng như vậy đó <laughs> Tốt thiệt ha Ừ, tốt rồi Luật sư do bên công ty luật chỉ định đã tới, thưa chủ tịch Ờ, à, cho cậu ta vô đi Dạ Tại sao cậu lại tới đây? Bây giờ cậu còn trở thành luật sư cho công ty của tôi hay sao? Dạ. Yeah. Mong chủ tịch giúp đỡ. Ra ngoài. Tôi sẽ yêu cầu giám đốc Trơn đổi luật sư khác. Không có ai hiểu về công ty hơn tôi đâu, thưa chủ tịch. Cậu biết quá nhiều là khác. Tôi có quyền đổi luật sư nếu không thích. Cậu ra ngoài liền cho tôi đi. Cô Che Dương cũng tới đây à? Trưởng phòng Gu của... tới đây có việc gì? Tôi có chuyện cần bàn với chủ tịch. chủ tịch đã chuẩn bị xong chưa tại sao lúc xảy ra tai nạn cậu không nói cho tôi biết hả tại sao đến bây giờ lại dùng nó để uy hiếp tôi tôi đã nói rồi mà tôi làm gì vì lòng trung thành tôi thấy cậu làm vậy là vì mình mới đúng chủ tịch quyết định đi tôi sẽ chờ điện thoại của ngài Ờ ừ. Thư ký cô tới như vậy Có chuyện gì vậy ba À Không có chuyện gì đâu Ờ à, Có phải hôm qua ba có chuyện gì không Lúc tối trễ mẹ có gọi cho con Nói là ba vẫn chưa về À chuyện đó Ba có vài chuyện cần suy nghĩ thôi À dạ À mà Có chuyện gì vậy con À dạ Phía bên Pháp đã liên lạc Họ đồng ý tiến hành dự án hợp tác với chúng ta rồi thưa ba Vậy à họ thể cảm phục với triết lý kinh doanh của bà. Vậy nên phía họ rất sẵn sàng được đưa sản phẩm của chúng ta sang Pháp. À hả, vậy thì tốt. Sau khi bà trở lại làm chủ tịch, mọi chuyện trong công ty đã dừng ổn định trở lại rồi. Cô Suki ơn. Mẹ đồ của cô đã hiến thận cho mẹ kế của cô sao? Ờ, uh, dạ. Thiệt vậy hả? Là thiệt đó. Thật ra cô Suki Ân cũng tính hiến thận của mình cho mẹ rồi. Nhưng mà vì cô ấy đang mang thai, nên mẹ ruột của cô ấy đã hiến vì con gái đang mang thai của mình. Wow, cảm động thiệt á. Wow, mọi người không hề biết chuyện này mà chỉ trích bà ấy rất nhiều. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Wow. Tại sao lúc trước cô lại không nói? Đó là chuyện cá nhân nên tôi không có muốn nói ra. Mẹ tôi làm vậy đâu phải là để khoe khoang. Rồi 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 rồi, đừng tán gẫu nữa, vô họp đi ha. Dạ. Mặc dù mang thai, con bé nó vẫn muốn hiến thận cho người mẹ đã nuôi lớn mình. Còn đứa bé? Chính vì vậy, mẹ tôi đã quyết định hiến thận để bảo vệ đứa bé trong bụng của cô ấy. Để bảo vệ chị gái tôi và cả đứa bé. À, à không chỉ vậy thôi đâu. Cô ấy đã nuôi con gái ruột của Trinh Súc khôn lớn, nên Trinh Súc rất biết ơn. Vậy nên, đó chính là thể hiện lòng biết ơn. Dạ. <laughs> Sau khi làm phẫu thuật, mẹ vợ của tôi đã không tỉnh lại trong thời gian dài nên chúng tôi rất lo lắng đó. Thật vậy sao? Ôi, à, khi đó tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại mẹ của mình nữa, cho nên tôi đã rất đau lòng. Vậy cho nên là mọi người đừng thêm thắt gì hết, cứ viết đúng chuyện đi. Sau khi chuyện cá nhân bị phơi bày, Chinh Súc đã cảm thấy rất đau lòng vì bị nhiều người chỉ trích đó. Dạ. Tôi biết rồi, xin nhờ cậy mọi người. Tôi xin nhờ kệ mọi người. <laughs> Trời. Tốt bụng cái gì? nè, tôi được phỏng vấn đó nha. Phỏng vấn sao? Ừ, đúng vậy. Phóng viên tới phỏng vấn chuyện trên súc hiến thận nên tôi nói hết rồi. Chị nói cho họ biết sao? hơi không phải tôi. Khoan đã. Rốt cuộc là ai? cung cấp thông tin cho phóng viên vậy chứ tôi là người cung cấp <laughs> là ông bà là người đã gây ra chuyện này cho nên tôi phải xử lý thôi trời trời cái gì vậy trời cái... ơi bà, bà, ông đã ngoại quá hả nè bà làm sao vậy còn sao nữa ông luôn về phe của người ngoài dù là chồng của tôi à, à, nè <laughs> anh làm rất tốt À, ngoại trừ gia đình, còn ai cũng nghĩ tôi làm tốt hết. <laughs> Thiệt là. <laughs> mẹ kêu con phỏng vấn với mẹ ruột của Su kiương hay sao? Đúng vậy. Con không làm đâu. Chúng ta lấy đâu ra cơ hội tốt như vậy nữa? Nếu hai người cùng phóng vấn và cho phóng viên thấy được mối quan hệ thân thiết, mọi người sẽ không bàn tán về nhà ta nữa. Thân thiết cái gì mà thân thiết chứ? Chuyện này sẽ tốt cho cả ba tụi nhỏ và công ty. Gọi điện cho cô ta nói là sẽ làm đi. Mẹ à! Con cũng phải nghĩ cho ba tuổi nhỏ chứ. Lẹ lên. <laughs> Alo. Phóng viên đã gọi điện cho chị về chuyện phỏng vấn rồi đúng chứ? Dạ. Hãy phỏng vấn đi. Dạ cô ly chinh xúc cô có thể cho biết lý do khiến cho cô quyết định hiến thận cho cô mi cha không thực ra là con gái tôi đã rất lo lắng cho chị ấy dù con bé đang mang thai nhưng vẫn sẵn sàng hiến thận cho chị ấy thấy con bé kiên quyết làm như vậy thì chứng tỏ rằng chị ấy đã nuôi dạy con bé với tất cả tình yêu thương vậy nên là trong lòng tôi cũng thấy rất biết ơn chị ấy dạ cô Trân mi cha cô nghĩ sao về chuyện được cô ly chinh xúc hiến thận cho cô tất nhiên là tôi cảm thấy rất biết ơn chị ấy bây giờ chúng tôi đã có chung quả thận rồi à, đúng vậy đó thì tốt khi mà thấy hai cô cùng nhau à, chúng tôi muốn ghi hình lại sự thân thiết của hai người xin hai cô vui lòng tạo dáng một chút rồi <laughs> Chị cũng cười lên cho họ chụp đi chứ <laughs> Chị nói rằng biết ơn tôi có thật sự như vậy không? Chị phải nghe cho bằng được hay sao? Chị đã hy sinh tính mạng để hiến thận cho tôi Nên tôi rất biết ơn <laughs> Nhưng mà Tôi vẫn không vui về Xu Kiên vẫn sống cùng với chị. Chị phải để cho con bé về nhà chứ. Tôi cũng muốn sống chung với con gái của mình. Cuối tuần để con bé về đi. Nhưng mà tôi cũng muốn sống với con gái mình đó. Cuối tuần chị cũng để nó về đi. Được thôi. Cuối tuần tôi sẽ để cho Dân Sim về nhà chị. Vậy nên chị cũng kêu vợ chồng Xu Kiên về nhà tôi đó nghe chưa? Tôi biết rồi. Tôi đi đi. Ờ, sao rồi, anh đã nghĩ xong chưa Nếu em muốn như vậy, được thôi, sớm chung <laughs> Vậy thì ký thỏa thuận trước hôn nhân đi Thỏa thuận trước hôn nhân hả Dạ Chúng ta là, là, là siêu sao Hollywood sao Trời ơi, có làm sao đâu Dạo này nhiều người bình thường cũng làm như vậy mà anh Mà hơn nữa, cho dù đàn ông không quan tâm thì em vẫn muốn làm, cứ như vậy đi à, Sao đòi hỏi quá trời Nhưng mà Thỏa thuận đó Thì có gì Ừ Vì việc quản lý tài chính của gia đình Những kỳ vọng với đối phương Ngoài ra Còn cả những yêu cầu của mình Với lại đối phương nữa đó anh oh, Nếu cứ đáp ứng mọi yêu cầu Thì cuộc sống rất mệt mỏi đó Những chuyện mà đối phương không muốn làm Thì mình phải tôn trọng họ chứ đúng không Anh luôn tôn trọng em Dù không có thỏa thuận Những điều mà em muốn Nhất định anh sẽ làm hết đó <laughs> Lời nói của anh sao rỗng thiệt Sao bạn của em đã nói trước khi kết hôn đàn ông đều nói rằng họ sẽ làm hết mình vì vợ nhưng mà sau khi kết hôn rồi thì làm cái quái gì cái quái à? tốt nhất là anh ít chun cũng viết ra những điều mà anh hy vọng ở em rồi mình cùng trao đổi nhất định phải làm vậy sao thì anh ít chun không muốn một cuộc hôn nhân thất bại nữa mà à... Đáng lẽ mình phải nói ra Chuyện mẹ đại hiến thần của mẹ cho mẹ giờ sớm hơn Nếu như nói sớm Thì mẹ đã không phải đau lòng tới như vậy rồi Em rất sợ vì không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao Họ cũng có thể bóp méo sự thật mà anh Dù sao thì Cũng thật tốt vì hiểu lầm về mẹ đã được quá giải rồi Hy vọng là Mọi người không chỉ trích mẹ thêm nữa Bây giờ em hãy thoải mái chú tâm tới con của mình đi Ừ À Tụi mình nghĩ biệt danh đi anh Biệt danh sao Ừ. biệt danh nên gọi là gì ta may mắn đáng yêu hy vọng tình yêu vậy là sa rang đi sa rang được không em thích vậy sao ơ ờ. <laughs> sa rang à con sao rồi nghe thấy ba không <laughs> em nghĩ là con đang nghe đó à, nhưng mà hôn nhà mình có biệt danh gì không anh không đặt biệt danh cho hôn anh trở thành ba khi vẫn chưa sẵn sàng. Anh thành ba chỉ sau một buổi tối. Nhưng anh là một người ba rất tốt. Nhờ Huynh mà anh mới được như vậy. Anh cũng mong sau này khi con ra đời, mình sẽ trở thành một người ba tốt. Chắc chắn sẽ như vậy thôi. Người cha giống như bạn. <laughs> dạ tôi cảm ơn. Dạ, ờ, nhưng mà khi nào buổi chụp hình sẽ diễn ra vậy? dạ tôi biết rồi cảm ơn anh con về rồi mẹ ờ à. à, dạ con chào mẹ mẹ vừa nhận được điện thoại mẹ sẽ lại làm quảng cáo bột giặt đó thiệt sao mẹ <laughs> họ sẽ gọi cho mẹ khi nào có buổi chụp hình sách của mẹ cũng sẽ được xuất bản theo mong muốn của người đọc vậy thì tốt rồi mẹ ạ à. cuối cùng mọi người cũng hiểu được tấm lòng của mẹ rồi mẹ rất biết ơn họ hay là Cuối tuần này mình đi giả ngoại đi Được đó anh Được thôi <laughs> Có chuyện gì mà mình uống tới giờ này mới về vậy hả mình Không có chuyện gì đâu Ba tuổi nhỏ về chưa Dạ rồi Nhưng mà tâm trạng không được tốt có chuyện gì sao con cũng không biết nữa Một mình mẹ làm hết những món này sao à, Có gì đâu Mẹ chỉ cố làm những gì có thể thôi Mẹ còn làm cả món chả bò rất là ngon nữa đó Ăn thật nhiều để có sức Hun phải ăn thật nhiều cho lớn đó à, Chà Bà ơi ngon lắm Ây, ừ. trời. Ăn chà. nhiều vào nha à, Quả như những món ăn do mẹ làm Là tuyệt nhất <laughs> lần tới con nhớ kêu cả ba mẹ bên đó đi cùng nếu mà biết chỉ có chúng ta chắc chắn mẹ của con sẽ rất buồn đó <laughs> mẹ con cứ như là một thiếu nữ vậy đó đúng là vậy thật nhưng không ghét nổi <laughs> nhiều lúc cũng rất đáng yêu <laughs> sống với nhau một thời gian nên mẹ cũng thấy quý hơn rồi <laughs> mẹ à con của tụi con có biệt danh rồi là sa đó sa sao Nghe hay đó. <laughs> Hôn à, con hãy gọi em là Sa Rang cho tới khi em ra đời nha. Sa Rang sao? Sa Rang ơi, anh yêu em, em nhớ ra sớm nha. <laughs> Bà lắm. Nè, uống nước đi con. À, mình toàn dậy sớm thôi mà sao bây giờ vẫn chưa dậy nữa? dạo này thấy mình không vui còn hãy uống một mình mình có chuyện gì sao không sao là chuyện công ty hả tôi đã nói không sao rồi mà em là vợ của mình mà em chính là người để mình chia sẻ gánh nặng với em mình mà cứ giấu chuyện không chia sẻ với em như vậy thì em thấy buồn lắm đó vợ chồng để làm gì để cùng chia sẻ muộn phiền mà là người cùng chung chăn gối Mà em lại không biết mình lo lắng chuyện gì Như vậy đâu có giống vợ chồng Mà là người lạ Có phải Mình đang có chuyện gì hay không? Bánh gạo cay Bánh gạo cay Bánh gạo oh, oh. Về rồi hả? Mua được chưa? Tất nhiên rồi <laughs> Em ăn đi Ừ. ừ ngon thiệt đó ừ. <laughs> em thèm ăn tới vậy hả ừ. cô cô muốn Ồ. <laughs> vậy ăn nhiều chút nghe ừ. <laughs> ôi lâu lâu được nghỉ một bữa thích thiệt luôn ừ em cũng thấy vậy đó <laughs> nhưng mà tại sao mẹ và ba lại im lặng vậy ai biết đâu ờ, chắc họ đang ngủ cho nên im lặng vậy thôi ừ ăn mạnh đi ăn mạnh đi đâu ăn rồi <laughs> đâm rồi bỏ trốn mình nói là đã tông phải người sao con là người đang mang thai nữa tôi đã giết hai người nhưng mình không biết kia mà cho dù là vậy thì hai người đã chết vì tôi với gia đình nạn nhân thì đó là một mất mát rất lớn nhưng mà tại sao trưởng phòng gu không nói luôn khi đó đi mà lại để tới bây giờ cậu ta đòi tiền hay sao phải vậy thì mình đưa tiền cho cậu ta đi sau đó hãy kiếm gia đình nạn nhân để bồi thường và giải quyết chuyện này mình không hề biết chuyện này mà cũng không cố tình làm như vậy mình hãy kiếm gia đình nạn nhân và giải thích với họ thì sẽ ổn thôi khó khăn lắm mình mới giành lại được công ty này kia mà mình không thể để mất công ty thêm lần nữa Em hiểu mình đang lo lắng chuyện gì Nhưng cho dù mình nói ra sự thật Thì người chết cũng không sống lại được đâu mình à Đừng làm lớn mọi chuyện lên nữa Hãy bí mật giải quyết đi Hãy làm như vậy nha mình hơ Ôi trời <laughs> hôm nay mẹ rất vui chắc mẹ mệt rồi mẹ vô nghỉ đi su kia mới thấy mệt đó nghỉ đi con <laughs> mà tòa thị chính có gọi họ nói là mai sẽ gỡ băng rôn xuống sao vậy họ nói đã lâu quá rồi cũng không tốt cho mỹ quan nhiều người cũng phàn nàn về nó rồi dạ à, vậy nên mẹ kêu họ gỡ rồi dạo này cũng không có cuộc gọi chọc ghẹo nào <laughs> nghĩa là thủ phạm đã gây ra tai nạn bây giờ không thể bắt được sao anh mình đã cố hết sức rồi nhưng mà không có kết quả cậu nghĩ bây giờ tôi nên làm gì là tốt nhất tôi không thể để công ty gặp khó khăn gì tôi một lần nữa Tôi vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu Chủ tịch quyết định xong chưa vậy? Cậu muốn nhận 300 triệu won sao? Dạ Cậu phải đưa cho tôi đoạn ghi hình đó Không được để cho ai biết Chú tịch không cần phải lo Bây giờ thì hơi khó Tôi sẽ đưa cho cậu 100 triệu trước Số còn lại đưa sau Vậy thì đoạn bằng đó Tôi sẽ giao cho chủ tịch sau khi nhận đủ tiền Chủ tịch đã quyết định rất đúng đắn Cậu có biết gia đình nạn nhân không? Cái đó tôi không biết lần trước cũng vậy anh có chuyện gì mà tới gặp chủ tịch hả tôi phải nói cho cậu nghe hay sao anh có âm mưu gì sao có phải là người nhà của cô gái mang thai trong vụ đâm xe rồi bỏ trốn 4 năm trước không vậy Đúng như vậy rồi.